Đây, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay thì mình cứu vàng ốc, bể ốc mình nó bị nổi đơ các bạn. Trong nhiều ngày rồi, khoảng 10 ngày rồi, mình đi làm mà không có nhà, ở nhà ba ổng không biết chết nè. Sưng dồi đó các bạn, sưng dồi nổi chết. Nó hao hụt hết cỡ 50% rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành xả ra hổng gài, mình có xài thuốc này kia nhưng mà nó không hết. Thì hôm nay nhân tiện là mình cứu nó lại, những số con nào còn lại giữ nó lại, nên mình quay clip này để chia sẻ cùng các bạn ha. Hôm nay mình dầm tháo nước sạch sẽ luôn các bạn ơi. Nó bị nhiễm, nói chung là chết 50%, nặng lắm. Nước sạch đáy luôn các bạn ơi. Chết thì nó con này chết mấy ngày, con này cũng chết, con này số con thì còn sống lại cỡ khoảng còn lại khoảng 2000 mấy. Bây giờ mình đang vớt vô hết trong này, mình sẽ ngâm muối nữa ha, ngâm muối xong mình xử lý nước lại, bơm nước mới làm sạch đáy lại, xong rồi mình sẽ làm một bể nước mới, mình sẽ giữ nó lại những con nào còn sống, những số con vẫn còn nha các bạn. Bể này là 3000, 10m2 3000, ấm ngày mưa á, mưa với lại một số con nó bệnh mà kiểu mà nó sưng dồi mà mình vớt ở ngoài ruộng á các bạn, có mấy con lớn á mình không hay bỏ vô giờ nó nhiễm bệnh, nó nhiễm cái rồi nó chết từ bây giờ, chết quá nhiều. Cái tuần nay mình không có về nhà, mình không có phát hiện kịp thời, giờ chết nhiều quá. Có cách trị nó thì như thế này thôi, giờ vớt sạch sẽ ra luôn, mình xả, mình có làm được vương rãnh mình xả nước sạch sẽ. Mình tiến hành mình vớt nó vô trong cái gỗ như thế này, trong gỗ như thế này, xong rồi mình sẽ rửa sạch sẽ, mình sẽ bỏ lên cái phần ngâm muối. Giờ đang bơm nước vô xả các bạn ơi, sạch chúng sạch hết trơn mà. Chú ý mấy cái giá thể mà các bạn để mấy cái bèo á, nên vớt ra luôn. Tại vì trong đó nó cũng nhiễm, nó cũng những con vi khuẩn này kia nó vẫn còn đó hết trơn các bạn. Bạn nên loại bỏ luôn, mình có gì mình tạt. Bây giờ mình sạch sạch sẽ luôn các bạn.
chỗ cái ống thoát nước này mình lấy làm cái ống này ống 90 á bạn, tự rất là nhanh luôn. Ống xả tràn thì mình có coi đây, anh cho các bạn coi mới vớt kìa. Thử 10 kg. Còn cỡ khoảng 1000 con. Nó không bự nữa. Nè. Xin rồi. Không vậy rồi. Có một con số thì nó đã chết rồi, lâu rồi. Rồi. Để mình chuẩn bị một ít muối nè. Xíu là mình sẽ bỏ vô hai cái thau này, sẽ rửa sạch cái phần này ha, rửa sạch cái ấy này xong mình bỏ qua bên cái thau này cho nó tỉnh lại, những con nào tỉnh lại mình vớt ra để riêng. Để bên đây thì vẫn còn bình thường, để bên đây thì tiêu. Này nước muối nữa mà. Đây thì cái sạch xuống này nè. Con nào sống thì mình giữ lại, nó là bò được di chuyển được thì mình xử lý, giữ lại. Còn những con nào mà nó không ổn thì mình bỏ đi ha, dùng cái tiết để lại nó nhiễm bệnh tiết. À, đây là muối hộp nha các bạn, cỡ khoảng 1 muỗng, muỗng canh mình, nó muỗng ăn canh đó, cỡ 3-4 lít nước, cỡ khoảng 4 lít nước. Giờ mình vớt ốc, mình để ra những con nào mà nó còn sống á, tỷ lệ sống cao thì mình sẽ để lại ha, còn những con nào ấy thì mình sẽ loại bỏ hết luôn. Rồi đây là thuốc tím nha các bạn, tím dùng để sát khuẩn, diệt khuẩn ha. Đây mình sử dụng bao nhiêu đây? Đây nó tím dữ trời lắm. Bơm nước vô rồi.
tiếng một tiếng ha, cho sát khuẩn xong rồi mình sẽ thay nước một lần nữa. Đây mình bỏ lên mấy miếng mốt nữa các bạn, chảy lên hết luôn. Còn nào sống thì bò ra thì vớt dưỡng lại, còn con nào mà không bò ra thì tiến hành tiêu hủy. Nó bớt bệnh rồi nhưng mà cái số con mà nó chết, nó làm rái nhiều quá, nó tạo nó bị thúi nha. Mà đó mình lựa ra được mớ còn xuống thì dưỡng lại, còn nào không xuống thì xác định. Đây là những con mình lựa ra rồi các bạn, nó còn sống còn khỏe vậy. Con nào mà nó còn khỏe, nó bò xuống cái mớt này, mình sẽ bắt nó ra. Còn con nào mà nó không bò hoặc là nó đã chết rồi thì nó còn những con nằm ở trên đó thì mình sẽ loại bỏ nó luôn. Đang chịu cực một tí xíu nhưng mà bể ốc mình nó sẽ an toàn hơn. Xong chút xíu mình sẽ ngâm muối đó. Chút xíu thì mình sẽ thả lại cái bể mình đang bơm nước vô nha. Hồi nãy là mình có tạt sát khuẩn và thuốc tím rồi, thì bây giờ mình đang bơm nước vô. Đây, những con nó chết rồi. Bây giờ mình tiến hành ngâm nước muối nha các bạn. Đây mình vớt vào cái thau, bây giờ mình đổ vào luôn đi, nó nhanh ha. Thau này là mình đã có nước muối loãng, pha loãng rồi nha. Xíu mình để lên miếng mốt, mốt chuẩn bị sẵn rồi các bạn, mình để lên thả nó. Là con lượt thêm một lần nữa, nghĩa là con nào mà nó sống thì nó sẽ bò xuống, con nào chết thì nó sẽ ở lại và mình bỏ tiếp. Bây giờ mình ngâm nước muối này cho khoảng 5-10 phút ha, cho nó sát khuẩn, xong rồi mình mới thả vô dèo lại cái bạc mình lại. Đây, sau khi ngâm có khoảng 10 phút này, giờ mình tiến hành mình để vào bể luôn ha, giống như mình thả lại vậy đó. Con nào bò xuống thì nó sẽ sống rồi. Bể lúc trước mình thả 3 ngày, bây giờ cái này còn 2 ngày rưỡi, thả 50%. Mình cứ tiến hành vớt ra hết thôi, bỏ qua hai cái này, giống mình thả lại ban đầu thôi. Chuyển qua đây hết rồi các bạn.
con nào tỉnh vậy thì bò xuống thôi. Bạn anh phát nước lên xíu cho nó đừng bị sốc nước nha. Nước lên xíu nè. Nó cứ mở miệng ra thì nó có cái hơi nước thì nó thấm nước á. Nó sẽ thích nghi môi trường mau hơn. Hay là nó thả miệng ra là nó sẽ có cái nước này luôn. Xong tránh tình trạng là bị sốc. Giờ nó bò xuống nha các bạn. Nó thả đáy hết. Mình để mực nước này có khoảng 2 tấc nha các bạn. Nó còn hơi yếu á, nhiều khi mình để nước nhiều quá nó rớt xuống đáy nó lên không kịp á. Nó như ngọt của xi nó chết. Bây giờ thì mình chưa cho ăn ha. Sẽ ngưng cho nó 1 ngày 2 ngày xong mình mới thả bèo vô. Bèo với lục bình vô. Lục bình đây. Thả bèo với lục bình vô xong rồi cho nó im hết rồi nó chưa có nó nghỉ đeo bạc rồi mình mới cho nó ăn. Chứ bây giờ thì chiều nó vẫn còn đeo bạc nha các bạn. Còn vài con bị sốc nước. Vẫn còn phải đeo bạc. Còn yếu. Thôi, xin chào các bạn ha. Thì vài ngày nữa mình sẽ làm ra một clip nữa là bỏ bèo này vô với lại là dưỡng là tỷ lệ sống của nó còn khoảng bao nhiêu. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm theo dõi thì lúc nào mình đăng video lên thì sẽ thông báo cho các bạn ha. Rồi, xin chào các bạn nha.